cái đầu tiên chúng ta cần phải là tính là chuẩn hiện nay, chỉ số bộ kiểm soát tế bào, và đây cũng là cái chỉ số mà người chơi nhất tại vì chúng ta bảo như vậy. Chào. Là cô đo ra bao nhiêu? 35 mà 36 à. Rồi chị này, chị bận là bao nhiêu? Chị là phải 5. Ông môi nó nói là khoảng 60-65 nữa. 60-65. 36 là cô đo ra là tới 72. 36. 36 là 72. 34. 34 là ra 68. Mà chị là có 65 thôi. Dạ, 35 là 70. Rồi. Dạ. Dạ, 320 ngàn.
cặp nền với cái yên. Nhà lên mạng tìm dễ ha, chứ phải ra mấy cái hit của Honda mua mới có cái này phải không anh? À. Mấy này lên Tân Thành kiếm có không ạ? Yên quen pha yên siêu trời rồi. Rim Thái à, nó nặng thì ghê chứ. Cái xương của nó dày. Này nó cũng liền 17 bình thường thôi đúng không? Cái xương yên nó dày vậy. Rồi. Cắt ra đi, cắt ra đi. Thôi nó bị gì. Cái này nó vô cái thùng này mà nó không có để cái chiều. Nó phải để cái chiều, một là nó dán cái mũi tên, hai là nó phải ghi cái bảng ra là để đứng như thế nào. Để vô cái thùng này nó chất lên xe nó chất nằm không mà. Mượn cái khăn nha bà hai. Học thì được chứ nó đừng có xì. Tao lấy giấy đi sao nó nhiều quá. Thôi bỏ giấy nè.
em kiểm tra coi nó có nứt hay nó xì ở chỗ nào không, nếu không có thì em tắt. Này chắc nó ọc ở đây quá, nó úp xuống. Thấy cầm dây hãm hả? Thấy bình thường mà. Rồi chị gắn thôi. Không thể nào mà em vừa được. Tại nó không chọt vô được á. Không, nhỏ. Nói cái mẹ rồi.